Mình chuẩn bị làm món gà trong cái giai đoạn nghỉ dịch này. Đồ ăn đều là đồ ăn đều là đông lạnh để đá có độ tươi. Ngâm được khoảng 15-30 phút gì đấy. Chất nhé cả nhà nhé. Đây mình cho một ít nước mắm nguyên chất này. Đấy.
mổ phanh, quay video cho nên là nó hơi khó mà
rất là ngon luôn. Ngan luôn chín.